Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quỳnh Thơm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review chai nước hoa Gentle Fluidity của MFK bản Gold. Khi mà chế tạo ra chai nước hoa này thì Francis Gurdjian, ông ấy muốn tạo ra một bản duo hai chai, một chai thiên về nam và một chai thiên về nữ, dựa trên cùng các loại thành phần như nhau, bao gồm 7 nốt hương vanilla, amber, xạ hương, các nốt hương gỗ, bách xù, nhục đậu khấu và do mùi. Thì 7 nốt hương này với cách điều chế khác nhau và hàm lượng khác nhau đã tạo ra được hai chai nước hoa với hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Một chai nước hoa với phong cách thiên về nam và một chai nước hoa phong cách thiên về nữ hơn. Thì ở đây bản mà mình cầm trên tay là bản Gold, là thiên về nữ hơn một chút. Mặc dù là cả bản Gold và bản Silver thì đều được ghi là for both men and women, nhưng mà chai Gold mà mình đang cầm trên tay thì sẽ nữ tính hơn rất là nhiều. Và chai nước hoa này thì được yêu thích bởi rất nhiều các blogger ở nước ngoài, nhưng mà ở Việt Nam thì mình cũng không chắc là có nhiều người thích mùi hương này hay không. Có lẽ là nó sẽ không được biết đến nhiều như là những mùi hương khác của MFK, nhưng đây là một chai nước hoa rất là ngọt ngào, ấm áp và nữ tính, sẽ rất là phù hợp với những bạn mà thích những mùi ngọt giống như mình. Phong cách làm mùi của chai nước hoa này cũng rất là đơn giản, tinh tế và thanh lịch. Tuy nhiên có một điều duy nhất mà mình không thích, đấy là mình thường không có xu hướng thích những chai mà có sử dụng rau mùi. Mùi này tuy là ngọt với những nốt hương cơ bản vani, rồi xạ hương, rồi các nốt hương gỗ và hổ phách, tạo ra một mùi ngọt ấm đơn giản, phổ biến dành cho nữ, rất là classic, nhưng mà nó lại có thêm bách xù và có thêm nhục đậu khấu, và quan trọng nhất là có thêm rau mùi, là một cái nốt hương mà mình không thích lắm. Cho nên mặc dù chai nước hoa này là một chai nước hoa rất thơm, nhưng mà về ý kiến cá nhân thì mình không thích chai nước hoa này nhiều bằng những chai nước hoa ngọt khác. Tuy nhiên mình vẫn sẽ review một cách khách quan nhất cho mọi người để mọi người có thể hiểu được mùi này nó như thế nào. Để mà nói cái công cuộc tạo ra hai chai nước hoa từ những nguyên liệu giống nhau mà có được hai phong cách khác nhau cho nam và nữ thì đó là một thử thách dành cho Francis Gurdjian, và ông ấy đã làm được với cái mong muốn là có thể thể hiện được hết tất cả những tiềm năng của các thành phần này. Đây là ngoại hình của MFK Gentle Fluidity bản Gold. Trước tiên thì mình sẽ xem qua phần chai. Tất cả chữ của mặt trước thì đều được in mạ vàng. Tuy nhiên là cái chữ mạ vàng này nó có thể bị mờ nhá. Đây mọi người thấy cái chữ S chỗ này của mình nó đã bị hơi mờ một chút rồi. Thì cái phần này mình thấy in mạ vàng lên đây nó cũng rất là đẹp, nhưng mà nó in chưa được chắc chắn lắm, dễ bị mờ. Ở đây thì có logo của MFK. Mặt dưới cùng thì có một miếng đề can trắng Gentle Fluidity Gold Eau de Parfum, địa chỉ Made in France. Mã badge chính là cái số 21184 được KM ở đây nha mọi người. Ngoài ra còn có thêm một chữ Fabric and France được gập dập nổi ở đây. Cái phần chữ dập nổi này nó không đậm và to bằng cái logo này. Tiếp theo thì cũng có một cái logo được dập chìm ở đây. Trên nắp thì cái phần nắp này giống như mình hay nói với các chai có cái dạng nắp mà mạ vàng theo cái kiểu này thì nó rất là dễ bị oxy hóa, giống chai Hugo Boss của mình. Nên là mọi người hãy giữ gìn cẩn thận nếu có thể. Với những cái chai có nắp này thì hãy cho vào hộp để giữ gìn. Và bên trong thì có logo ở bên trong. Phần vòi thì cũng mạ vàng như thế này. Ok, đây là chai Gold, bản Gold. Thì cái phần hộp cũng khá là thú vị. Đằng trước thì nó cũng được in nổi mạ vàng này. Hai cái chữ này được in bình thường thôi. Bao nhiêu millilit ở góc này này, Eau de Parfum. Rồi xung quanh thì không có gì. À, có mặt sau đây thì nó ghi rõ là Gold. Nhưng mặt trước thì chẳng nói là Gold hay là Silver, nhưng mà mặt sau thì nó sẽ ghi rõ ở đây là chai Gold. Và có địa chỉ ở dưới đây, được in bình thường bằng mực xám. Phần đáy này có các thông tin như thế này và mã badge. Phần nắp thì sẽ hơi khó để lấy ra, tại vì cái hộp này nó như kiểu hộp trong hộp ý. Bên trên thì có logo nhá. Lôi nó ra, nếu mà có chai nước hoa trong này thì sẽ lấy ra hơi khó, nhưng mà nếu mà khó quá thì mình có thể mở cái nắp này ra trước để lấy chai nước hoa, xong rồi lôi cái này ra cũng được. Thì đây, bên trong này nó là như này. Bên trong của cái hộp, vỏ hộp ngoài. Còn đây là cái vỏ hộp bên trong của cái hộp đấy. Thì bên trong chẳng có một cái gì luôn. Thì cái hộp này chẳng có thông tin gì luôn. Chỉ có mỗi cái logo và cái phần nắp được mạ vàng như thế này, với cái chỗ thông tin ở đây cũng dập mạ vàng. Và bên trong hộp này mọi người, đấy, có phần logo được xếp liền nhau tạo thành một cái hoa văn rất là đẹp, rất là kiểu sang chảnh, kiểu Dubai này nọ. Ok, mạ vàng luôn nha. Thì đây chính là phần hộp của Gentle Fluidity. Cái này nó khác với những hộp khác, đấy là
hộp này là chống sốc đúng không? Hộp này là chống sốc nhưng mà lại ở ngoài. Hộp này hộp thường nhưng lại ở trong. Thì nó hơi ngược một chút. Đối với mình cũng đã nghe rất là nhiều người nói chai nước hoa này quá đơn giản so với những gì mà họ mong đợi. Thì cái này mình không đồng ý 100% nhưng cũng đồng ý đến 90%. Tại vì thực sự là nó cũng rất đơn giản. Nó là vanilla, mùi vanilla ngọt ngào. Tất nhiên là nguyên liệu cao cấp và nó sẽ không đau đầu giống như là những cái chai vanilla thông thường. Kết hợp với hộp phách là một cái combo cơ bản cho các chai nước hoa ngọt, kèm theo với xạ hương và gỗ để làm lớp base nữa. Thì mọi người đã tưởng tượng nó là một mùi như thế nào rồi. Tuy nhiên 10% mà mình không đồng ý đấy là nó cũng có một chút cái sắc thái riêng và khác biệt của chai nước hoa này. Đó là nó có một chút cái vị fresh và vị đắng nhẹ, hơi thiên về aromatic một chút của bách xù. Nhưng mà nó chỉ thể hiện ở cái mức độ là thể hiện một chút phong cách của chai nước hoa này, giống như bạn gửi hai chai nước hoa ngọt, một chai nước hoa ngọt như thế này và một chai nước hoa ngọt hơi khác một chút, thì cái cách thể hiện của nó chỉ có một chút mà thôi. Và ngoài ra là nó có hơi cái vị béo béo và kiểu hơi gây buồn nôn một chút và hơi khó ưa một chút của rau mùi ấy, thì nó sẽ được thể hiện ở trong chai nước hoa này. Và ngoài ra cái vị ngọt nó còn được làm đậm đặc lên, cảm giác giống như là bạn ngửi mật ong khi mà nó đang đặc quánh và nó có một cái vị ngọt gắt lên mũi ấy. Thì cái vị ngọt đấy nó được thể hiện mức độ kích thích dành cho mũi, nó giống như là ngửi ô mai. Thì nó là đến từ nhiệt độ khấu và đấy là một số những cái nét nho nhỏ mà mình nghĩ là chai nước hoa này có để làm nên cái sự khác biệt so với những chai nước hoa vanilla amber khác. Còn lại thì nó vẫn là vanilla amber thôi, và nhất là khi những cái lớp hương đặc biệt mà mình vừa mới nhắc đến nó tan biến đi thì chủ yếu là để lại là vanilla amber mà thôi. Chai nước hoa này sau khi mà mình vừa xịt ra thì nó ngay lập tức thể hiện được sự ngọt ngào đậm đà đến từ amber này, vani và nhục độ khấu. Thì ba cái này kết hợp lại, mùi vani ngọt và nồng kết hợp với mùi hổ phách, một cái mùi ngọt rất là trong, lại còn kết hợp với cái sự thơm ngọt kiểu ô mai kiểu gắt lên ấy. Thì ba cái này kết hợp lại với nhau nó rất là nồng, rất là đậm nhưng mà nó cũng rất là ngon. Nó không gây đau đầu, nó tạo ra một cái cảm giác theo cái phong thái woman nhưng mà không hoàn toàn woman, mà nó giống như là một cái chất tạo mùi dành cho những loại thực phẩm hơn, là giống với thực phẩm. Hổ phách được thể hiện ở đây rất là trong trẻo và có một cái mùi ngọt tựa như mùi của các loại hoa ngọt, nhưng mà trong này không có sử dụng các loại hoa ngọt mà cái cách thể hiện nó được làm từ những nguyên liệu cao cấp và nó trong veo, cho nên mình cảm giác cái vị ngọt trong trẻo đấy nó đến từ hoa nhưng mà không phải vậy, mà đấy là cái cách thể hiện của amber ở đây. Ngoài ra thì cái vị ngọt nó còn đậm, sau một lúc thì vị ngọt nó còn đậm theo cái kiểu hơi powdery nhẹ, hơi bột nhẹ một chút. Đó là cảm giác của vanilla cộng với xạ, nó tạo ra một cái vị ngọt ấm áp và hơi bột bột. Thì chai nước hoa này cũng có cái kiểu như thế, combo kinh điển, có cả ngọt ngào thanh thoát và cũng có kiểu ngọt bột bột làm đầy mũi, và cũng có cái độ nịnh khứu giác đắt lên tựa như là đang ngửi ô mai. Đây là ba cái sắc thái mà cái vị ngọt của chai nước hoa này thể hiện. Sau 30 phút thì mình thấy vanilla nó vẫn ngọt ngào, nhưng mà cái cách thể hiện của nó rất là cao cấp. Nó không phải là một cái mùi vanilla váng đầu, nồng nàn, mà nó rất là trong veo. Mọi người cũng có thể thấy các lớp hương ở trên Fragrantica vừa mới xịt ra là vanilla này, sau đấy powdery bột bột này, sau đấy là hổ phách. Thì giống như là mình vừa nói đấy, thì cả ba cái sắc thái này nó thể hiện gần như cùng một lúc luôn. Vì vậy nó có ngọt nhưng mà nó lại có nhiều sắc thái khác nhau. Tiếp theo sau một tiếng thì lúc này mình vẫn thấy vị ngọt như vậy, nhưng mà nó có một chút cái nền bên dưới hơi có vị cay nhẹ, kèm theo với cái phong thái mà hơi ghê ghê và cảm giác hơi buồn nôn một chút từ rau mùi ấy. Nhất là những ai mà không ăn được rau mùi giống mình ấy, rau mùi nó có cái nét thơm. Cái mùi rau mùi ấy nó có tính cách thơm và nó cũng có một cái tính cách riêng, chính là cái đặc biệt của rau mùi ấy. Thì ở đây là mình muốn nói đến cái đặc biệt đấy nhưng mình không biết dùng từ gì để diễn tả. Nếu mà ai thích rau mùi thì sẽ rất thích cái mùi đấy, còn nếu mà ai không thích rau mùi thì sẽ cảm thấy cái mùi đấy rất là buồn nôn, và một trong số những người đó là mình. Thì ở đây cái mùi rau mùi đấy, cái mùi đặc trưng của rau mùi, cái mùi mà làm rau mùi trở nên khác biệt so với những mùi khác ấy, với những loại rau khác ấy, thì ở đây nó thể hiện một chút. Và sau một giờ thì bắt đầu nhìn thấy được. Tuy là vậy nhưng mà mình vẫn thấy là mùi ngọt này không hề gây đau đầu, cũng không kiểu gây buồn nôn hay là choáng váng gì, chẳng qua là nó thể hiện một chút cái nét rau mùi nhẹ thôi, bởi vì nó đi kèm với hổ phách, tạo ra một cái cảm giác ngọt ngào trong trẻo. Vẫn giữ được cái vị ngọt vanilla đấy là chủ yếu, nhưng mà do cái phần gỗ nó bắt đầu thể hiện
Thế nên là mình thấy cái vị ngọt nó bắt đầu hơi nồng, cái cách thể hiện của bách xù nữa tạo cho mình một cái cảm giác là nó có một cái vị ngọt với cái độ ấm tương đương với khi mà mình ngửi dầu gió ấy. Cái độ ấm nó cũng như vậy, nó là một cái tổ hợp của rất là nhiều kiểu. Nói chung ngửi kỹ là mọi người sẽ thấy nó là tổ hợp của rất là nhiều thứ khác nhau, rất là nhiều khía cạnh khác nhau của mùi ngọt. Như vậy là sau một tiếng thì mình có thể nói là vị ấm đến từ quả bách xù này và gỗ này, rồi vị ngọt thì đến từ vanilla và amber này, và cuối cùng đó là một vị ngọt gắt kích thích mũi, kèm theo với đấy là vị cay nhẹ là đến từ nhục đậu khấu. Thì sau một tiếng mình nghĩ là lúc cái mùi hương nó thể hiện một cách tròn trịa nhất, và đó là những sắc thái hương ngọt mà mình ngửi thấy được từ Gentle Fluidity bản Gold. Sau 2 giờ vẫn thế, có điều là mùi do mùi thì thể hiện rõ hơn một chút thôi, nhưng mà rõ hơn một chút bạn có thể ngửi rõ hơn được cái sắc thái đấy. Sau 4 giờ thì lúc này mùi hương nước hoa cũng bay đi khá nhiều rồi, chủ yếu là mùi xạ và vani. Cái xạ khô kèm theo với vani và nó tạo ra một cái lớp hương thiên về kiểu musky ấy, ấm và làm đầy mũi, giống như người len mà mình hay nói với mọi người. Và khi mà mình xịt xe nước hoa này vào lúc 2:30 chiều, thì lúc mà mình đi tắm vào buổi tối đó là vào lúc 23:30, tầm 9 tiếng, thì đến lúc đấy trước khi đi tắm nhá, là mình vẫn thấy còn mùi xạ và mùi vani ở trên da, tương tự như lúc mà mình ngửi thấy vào lúc sau 4 giờ. Thì mình thấy chai nước hoa này có thể nói là có thể bám được cả ngày, và bao nhiêu thời gian thì mình khẳng định là ít nhất 9 tiếng. Ở những tiếng cuối cùng thì chỉ còn mùi xạ và mùi vani kết hợp với nhau một cách rất là basic, rất là cơ bản. Xạ vani cơ bản ở trên da kéo dài từ khoảng thời gian sau 4 giờ cho đến tận lúc hết ở mức độ tỏa intimate. Còn lúc mà vừa xịt ra xong thì độ tỏa cũng rất ok, độ tỏa trung bình phải hơn một cánh tay. Chai nước hoa này thì sẽ phù hợp với những ai? Thì mình nghĩ rằng sẽ phù hợp với thứ nhất fan hâm mộ của MFK, thứ hai là một người tìm một mùi cơ bản vanilla và amber nhưng mà phải trong trẻo và cao cấp, thì sẽ những ai mà mong muốn một cái mùi hương phức tạp hơn hoặc là mong muốn một mùi hương tương tự nhưng mà ở mức giá tốt hơn thì sẽ không thích. Bởi vì một cái mùi ngọt ngon và cũng khá kích thích nên chai nước hoa này cũng là một chai nước hoa rất là quyến rũ và phù hợp với một buổi đi hẹn hò, cũng sẽ phù hợp với xịt đi ngủ, xịt vào mùa đông, xịt vào những buổi tối, xịt đi chơi với bạn bè. Nó cũng có thể bon chen để sử dụng trong môi trường văn phòng trong trường hợp là bạn xịt ít và bạn tán ít, còn nếu không thì mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp nhất là để đi hẹn hò, tại vì đây cũng là một mùi rất là ngọt ngào, quyến rũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và đừng quên cho mình một like hoặc subscribe, hãy comment cảm nhận của mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.